Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Cú điều cầu từ bị trừ cá đến Gosu tốc biến bỏ đi rồi. Bắn từ trường tốc biến sau từ bị chim của đó là cá kết và cá điều cầu hạng thành công Liên à. Vẫn còn cơ băng xương trên người của cá nữa, cá chưa phải là xuống cú bắt đi cơ băng xương rồi. Red và Khoa đã kịp thời có mặt để có thể che cho cá về thành công và cá về được kìa. Ngược lại đối với đây, sau khi đã bóc đi được cái trụ đầu tiên ở trong ván đấu thì anh ấy đang cùng với ADC ăn xê ra bóng tối nhưng không dễ dàng như vậy khi cá bật lên bên sau băng và như vậy dí vào vị trí của Daim. Daim đang rời xa Vui trong pha thi đấu này. Mà không ai bảo kê dành cho Daim cả, ADC cũng sẽ khó lòng để hạ gục UAK và như vậy có quả cầu băng xương và có cả tốc biến để chạy đi và ADC bị hạ gục rồi. Và như vậy lùi đi được ở trong tình huống thi đấu này, trang băng xương được bật lên và như vậy lùi đi khá hay. Nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn phải nằm lại, anh ta câu kéo được rất nhiều thời gian để khiến cho có lẽ một thành viên của đội tuyển Vegaming phải nằm lại. Không, không có ai trong đội hình của Vegaming phải nằm lại cả. Cá hạ gục được đi mất Emi và một đều. Và đáng chú ý hơn, người bằng tiền so với Daim chính là cá ở bên phía đối diện. Nó cho thấy xu hướng chia tiền của hai bên là tương đối khác nhau. Đây là tình huống tập trung 5 người của Sài Gòn Phantom ở nửa dưới, nhưng họ đã không thể làm được gì khi mà UA cũng đã rất thấp máu rồi. Và tiện đường công tác thì sẽ là đổi đường luôn đến từ Red cùng với UA. Nhưng ở đây thì Daim cùng với Vui cũng đã có mặt, chỉ có điều là Daim sẽ phải biến về với một lượng máu rất thấp mà thôi. Hai lần liên tiếp và lần này thì không có cơ hội cho Daim nữa. Khi mà cá đã gom thì một ném bom là cực kỳ nhạy cảm. Và bây giờ thì với lượng máu này của Koi cùng với Xuân Bách và với cái cấm trụ của Quang thì sẽ không Phantom có cơ hội bật cấm trụ rồi, đua sắp chính xác. Và khi mà họ vẫn chưa mất đi trụ bậc thềm thì trận đấu vẫn còn rất căng thẳng. Và nó chỉ còn khoảng đâu đó 20 giây nữa thôi trước khi mà con Seja bạo chúa ra, và đó là thời điểm mà sẽ có Phantom lựa chọn để bắt vào zip của Koi. Họ làm được cái ung đeo, họ làm được rồi. Sát thương của cá và ADC cũng đã mất đi cho mình sát bộ bệnh. Tỉnh lại giữa bóng bay của Sài Gòn Phantom, ADC đang cố gắng bỏ chạy, còn ở đây một quả cầu băng xương được sử dụng đến từ vị trí của Bâng. Nhưng Bâng lên bảng đếm số, Daim đang được chơi. Daim dính đùa sốc, Daim dính bom đến từ cá. Lại một lần nữa cá ném bom tốt, gấu dí vào Khoa liệu có lấy được nội tại đến từ Tachi hay không? Đây câu trả lời là có, khi mà Khoa vẫn đang rất cứng và cá ném bom ở tuyến sau. Còn chiêu cuối không, cá ơi có cấm trụ đến từ Khoa. Gấu con cho mình đó là một trang bị để có thể mà cộng thêm rất nhiều giáp đến từ Nam Thuận, nhưng đó là không đủ. Đang thi đấu một cách rất thăng hoa khi mà chất tướng của anh ta đang cực kỳ khỏe thời điểm hiện tại. Marit đang dí vào trong trụ để dí theo KA nhưng cuối cùng anh ta bị đuổi theo KA rồi. Anh ta đang cố gắng co quay để lết về nhưng bây giờ có thêm chết nữa. Anh ta đang cố gắng di chuyển giữa hai trụ và anh ta gặp ngay Kenty tại đây. Bọc đầu không có đường lui, tốc biến vào đi. Vẫn là một tình huống sử dụng chiêu thức cực kỳ là tinh quái đến từ người chơi Marit. Và anh ta tận dụng triệt để cái cú tốc biến của mình để tự lướt đi. Vẫn đang là cố gắng chơi đuổi bắt cùng với Kenty nhưng lần này tôi nghĩ rằng anh ta khó về rồi. Anh ta bị găm bởi đó là cái ấu trùng quỷ đến từ Quick Tap. Anh ta vẫn chạy được về, anh ta lùi về được ở trong ván đấu vừa rồi. Heavy đến với tâm lính đường giữa và họ muốn lấy đi cái trụ này nhưng đây là pha vòng sau đến từ phía Marit. Marit vẫn đang làm tất cả để gồng gánh ván đấu này dành cho Vegaming. Họ phải khiến cho lượng tiền không bị giãn cách quá nhiều qua thời gian như thế này. Rào tranh đã đổ ra rồi, bay vào từ ban từ trường từ vị trí của đó. Marit cú nâng cầu qua hết từ đó là Marit rồi. Họ hủy diệt team Flash chỉ trong vòng 2 tích tắc mà thôi, siêu việt cho Marit. Nhưng bộ đôi Vegaming cũng là cực kỳ tỉnh táo. Hoàng Tây đây có thể quay ngược trở lại bắn nhưng Koi đã tiến vào trong bụi để khuất sai. Quang Hải đu vào nhưng Daim đã bỏ ngược đi. Một tên lính sẽ bị bỏ phí bởi các thành viên bên phía Vegaming nhưng Marit đòi được điểm hạ gục của Koi. Xuân Bách tạo ra áp lực bay lên với 4 stack nhưng chưa phải quá đầy đủ sát thương để hạ gục Marit. ADC cướp bùa đỏ, động thái này Marit biết rồi. Marit vào không kịp, chỉ có điều ADC đang bị kẹt lại giữa ba thành viên bên phía Vegaming mà thôi. Và ADC chạy được hay không đây, chưa biết ADC có chạy được hay không thì đã bị hạ gục ở nửa trên bản đồ rồi. ADC vẫn còn cho mình quả cầu băng xương và vẫn trả ngược lại sát thương chứ cũng không hẳn là dồn mọi tâm huyết cho giai đoạn đầu game với lối lên trang bị cục theo kiểu là xuyên tâm lệnh. Thay vào đó thì anh ấy lựa chọn mặt nạ Beris, một món trang bị xuyên giáp, và bây giờ thì bắt đầu lên cho mình sách truy hồn. Ở đây thì Daim kết hợp với Boy cũng đang có những pha giao tranh rất hay trước ba thành viên bên phía Vegaming. Khi mà họ dứt điểm được Han rồi, Quang Hải đu đến, Hoàng Tê đây dứt điểm Boy và là sẽ là một đổi hai dành cho bên phía Vegaming khi họ tập trung người là chủ động từ bên phía của team Flash. Nhưng Butterby đã kịp thời xuống sớm hơn một nhịp so với cả vị trừ gấu. Long toán đáp xuống từ vị trừ Han rồi. Daim từ lúc qua bên kia Han không còn quá nhiều máu nữa, còn ít máu nhưng vẫn muốn luyện ngục từ vị trừ Boy, và Boy lên bản điểm số rồi. Quang Hải đã tới đây gặp nguy hiểm. Daim thì gặp nguy hiểm ở đây rồi, anh ta dính nguyên combo đến từ Quang Hải và lên bản điểm số quá nhanh. Để qua đó thì rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 dành cho team Flash sau 4 phút thi đấu đầu tiên. Họ vẫn đang thua thiệt một lượng tiền và lượng tiền sẽ được kéo dài ra thêm khi mà Poi không nghĩ rằng là Marit lại đoán được vị trí của mình ở trong cái bụi đó. Sẽ có lính ở đây và viên viễn trình kích.
của Hoàng Tây không cho IDC đường về. Còn một mình Xuân Bách thôi, Han lao vào cấm cả hai chủ, trong đó có Tế Đàn, và Xuân Bách phải tốc biến trở lại để có thể không bị hạ gục. Nhưng Maris vẫn cứ ném bom vào như thế này, và Xuân Bách là người cuối cùng. Một tục cú Sting A dành cho bên phía VGaming để đánh dấu ván thi đấu mà họ sẽ đưa trận đấu BO5 này quay trở lại với Bạch Xuân Phát sau khi gỡ hòa 1-1.